Kính thưa quý vị và các bạn Quả phúc tại miệng Và bốn khẩu nghiệp Gánh cả đời không hết Họ không chỉ là Những nhân vật phản ánh cuộc sống Mà còn là những hình ảnh sống động Của những giá trị đích thực Đầu tiên Đó là dòng ngữ Thứ hai là ba phải Thứ ba là thiện ngữ Và cuối cùng là xảo ngữ Nhưng trong mắt của Phật Những lỗi lầm này không thể che giấu mãi được quả báo sẽ đến từ miệng của họ từ những lời hứa hẹn rỗng tuếch từ những câu nói không chứa đựng tâm nguyện thành thật và chỉ có bằng việc sống một cuộc đời chân thành lòng thành mới có thể gánh cả đời không hết những nghiệp xấu từ miệng mà ra chúng tôi kính mời quý phật tử và các bạn cùng nghe nội dung này qua lời giảng của đức phật họa phúc tại miệng và bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết thứ nhất đó là giọng ngữ nói dối trong giáo lý phật giáo sự thật được coi trọng như một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức và đạo lý phật dạy rằng nói dối là một trong những tội nghiệp nặng nề nhất mà con người có thể phạm vào đối với phật tử mở miệng ra là nói dối không chỉ là vi phạm một quy tắc đạo đức mà còn làm tổn thương đến sự tin cậy và lòng tin của người khác nữa. Nói dối không phải chỉ là một hành động nhất thời, mà đôi khi trở thành thói quen, một thói quen nguy hiểm vì nó trở nên tự nhiên, thậm chí là khiến chính cho người nói không nhận ra rằng mình đang nói dối. Khi trở nên quen miệng với sự dối trá, con người dần mất đi khả năng phân biệt giữa điều thật và điều dối, mất đi sự nhạy cảm và ý thức về hậu quả của những lời nói của mình thuận theo lời nói mà không cần suy nghĩ không cảm nhận được mình đang nói dối thì thực sự là một nguy hiểm một mất mát không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội bởi vì mỗi lời nói dối không chỉ làm mất đi sự tin cậy mà còn tạo ra sự mơ hồ gây ra hiểu lầm và xung đột trong cuộc sống vì vậy trong con đường tu hành của mình phật tử luôn cố gắng giữ gìn lời nói của mình trân trọng và bảo vệ sự thật bằng cách sống chân thành đạo đức họ hy vọng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nơi mà sự thật luôn đặt lên hàng đầu và mỗi lời nói đều mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi người có những người dù không có ý định gây hại cho người khác nhưng lại thường xuyên nói dối như một thói quen một hình thức giải trí ba hoa họ không nhận ra rằng những lời nói dối không chỉ làm mất đi sự tin cậy của mình mà còn gây ra hậu quả không lường trước cho cả bản thân và những người xung quanh họ có thể là bạn bè đồng nghiệp hoặc thậm chí là người thân trong gia đình nhưng khi nhận ra hành vi dối trá của họ chúng ta không thể không đề phòng không biết rằng sự gần gũi với những người như vậy có thể mang lại hậu quả không mong muốn phật đã dạy rằng dù nói dối có xuất phát từ hảo tâm hay là ác ý đều là tạo nghiệp xấu mỗi lời nói dối đều làm tổn hại đến danh dự và tự hạ thấp bản thân mình vì vậy chúng ta cần phải tỉnh thức và giữ cho trái tim mình luôn trong sạch và trong trắng không để cho những tạo nghiệp xấu vô tình hoặc cố ý tạo ra trong cuộc sống khi chúng ta gặp phải những người nói dối, chúng ta cũng cần nhớ rằng tương tác với họ không chỉ là mất đi niềm tin mà còn là rước họa vào thân. Vì vậy, đề phòng bạn bè lãnh xa những người gây hại và dục mất nhân duyên với những người không thành thật là cách chúng ta bảo vệ bản thân và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch trong trắng. Thứ hai đó là ba phải nói hai lời. Trong cuộc sống, có những người dưới vẻ bề ngoài hòa nhã là che giấu trong lòng mình sự đa mặt và gian dối họ là những người nói hai lời nói lúc này nói lúc khác làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ và phức tạp hơn chấm ngòi của sự đa mặt thường bắt nguồn từ lòng tham và lòng ích kỷ họ có thể tỏ ra thân thiện hòa nhã trước mặt một người nhưng sau lưng lại lén đào mảnh đất dẫn đến mâu thuẫn và xung đột lý gián không chỉ gây ra sự mất lòng tin mà còn làm cho mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng và không ổn định mỗi lời nói của họ mỗi hành động của họ đều làm cho môi trường xã hội trở nên khó khăn và phức tạp hơn họ không nhận ra rằng bằng cách nói dối và làm ngược lại với những gì họ đã hứa họ đang tự phủ nhận giá trị của lòng tin và lòng chân thành trong mối quan hệ vì vậy khi chúng ta gặp phải những người như vậy hãy cẩn trọng và tỉnh táo đừng để bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hòa nhã của họ mà hãy đánh giá họ qua hành động và sự đối xử với mọi người xung quanh và trên hết hãy giữ cho mình luôn là người chân thành không làm tổn thương ai và cũng không để bị tổn thương bởi những người ba phải nói hai lời những người sử dụng lời lẽ để hại người không chỉ là những kẻ đơn giản nói sai sự thật, mà còn là những kẻ tạo nghiệp ác độc. Hành vi của họ không chỉ làm tổn thương vật lý, mà còn làm tổn hại đến tinh thần và tâm hồn của người khác. Lời nói của họ như những lưỡi dao sắc bén có thể đâm thẳng vào trái tim của người khác mà không cần sự cân nhắc hay là lượng giác. Họ không ngần ngại sử dụng lời lẽ độc ác để làm tổn thương, làm đau đớn người khác chỉ vì mục đích cá nhân của mình những người này rất nguy hiểm vì họ biết cách lợi dụng lời nói để kiểm soát và thống trị người khác họ có thể tạo ra những cuộc xung đột gây ra những đổ dở trong mối quan hệ và làm cho người khác trở nên tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống tạo nghiệp ác bằng lời lẽ hại người không chỉ làm tổn hại đến người bị hại mà còn làm tổn thương bản thân người nói Họ đang xây dựng một tường thành của sự đau đớn và hận thù xung quanh mình và cuối cùng sẽ phải đối diện với hậu quả của những hành động độc ác của mình. Vì vậy, chúng ta cần phải đề phòng và tránh xa những người này, đồng thời giữ cho mình luôn trong sạch và trong trắng. Chúng ta cần phải là người đứng vững trước cám dỗ của lời lẽ độc ác và không để bị lôi cuốn vào dòng xoáy của sự đau đớn và tàn bạo. Thứ ba đó là thiển ngữ, lời lẽ thu thiển. Những người thường dùng thiển ngữ, lời lẽ thu thiển không chỉ tạo ra một môi trường giao tiếp căng thẳng mà còn giao rắc hạt giống của sự hận thù và bất đồng trong xã hội. Họ không nhận ra rằng những lời nói của mình không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tổn hại đến chính bản thân mình. Trong giáo lý Phật giáo, chúng ta được dạy rằng việc chửi mắng và nói lời hại người là tạo nghiệp ác, làm phương hại đến danh dự và lòng tự trọng của người khác. Mỗi câu từ thô tục và độc ác không chỉ làm tổn thương tâm hồn mà còn gieo rắc những hậu quả không lường trước. Hơn nữa khi chúng ta dùng lời lẽ thô thiển để kích động người khác, chúng ta đang tạo ra họa từ miệng, đưa ra những vũ khí không gian diệt chủng vào tay của bản thân bởi vì những lời nói hại người sẽ trở lại làm tổn thương chính bản thân mình khiến cho cuộc sống trở nên đầy phiền toái và khổ đau vì vậy hãy tỉnh thức và giữ cho lời nói của mình luôn trong sạch và nhân từ hãy biết kiềm chế và lựa chọn lời lẽ một cách cẩn trọng để không chỉ bảo vệ lòng tự trọng của người khác mà còn bảo vệ bản thân mình khỏi những hậu quả không mong muốn của những hành động ác trong bản ngã của mỗi chúng ta có một vùng đất tinh thần cần được gìn giữ và bảo vệ. Phật dạy rằng, tôn trọng người khác không chỉ là biểu hiện của sự nhân từ và lòng nhân ái, mà còn là cách để bảo vệ và tôn trọng chính bản thân mình. Khi chúng ta thốt ra những lời lẽ thô tục, khiến cho người khác cảm thấy tổn thương và hạ thấp thì thực ra chúng ta cũng đang hạ thấp bản thân mình. Những lời nói thiện ngữ không chỉ làm tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của người khác mà còn làm tổn thương tinh thần và phẩm chất của chính bản thân mình. Hơn nữa, khi chúng ta nói lời thiện ngữ, chúng ta cũng đang tổn phước cho bản thân. Mỗi lời nói dối, mỗi câu từ thô tục làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên u ám và bất an, khiến cho lòng bình an và hạnh phúc không thể hiện hữu được. Vì vậy, hãy nhớ rằng, tôn trọng người khác không chỉ là một trách nhiệm đạo đức mà còn là cách để bảo vệ và tôn trọng chính bản thân mình. Hãy chọn lời nói một cách tỉnh táo và nhân từ để cuộc sống trở nên an lành và tâm hồn được trong sạch và bình yên. Cuối cùng đó là xảo ngữ, lời lẽ, khiêu khích. Trong cuộc sống, có những người sử dụng lời lẽ xảo ngữ, khéo léo khiêu khích người khác, gợi lên lòng tham và sân si trong họ dưới và bề ngoài hòa nhã, họ che đậy những ý đồ xấu xa như những kẻ săn bắt mồi trong bóng tối. Mặc dù cười nói bốc bẫy, nhưng thực chất bụng giả sâu xa, đầy rẫy những mưu mô và âm mưu. Đây chính là một loại ác nghiệp, một hình thức tổn thương không những đến người khác mà còn đến bản thân. Nếu không thể giúp ích cho người khác thì ít nhất cũng không nên gây hại nếu không thể dùng từ bi sẵn lòng giúp đỡ thì cũng đừng nên khơi gợi lòng tham và sân si của người khác. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, cho nên không cần thêm những thách thức do con người gây ra cho nhau. Hãy là những người mang đến ánh sáng, hy vọng và lòng từ bi để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn, tránh xa những lời nói khiêu khích và những hành động gây tổn thương để chúng ta có thể sống trong một thế giới yên bình và hòa thuận. Mỗi lời nói của chúng ta, mỗi hành động mà ta thực hiện đều là những hạt giống mà ta gieo xuống thế gian này, và theo quy luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả ấy. Chính vì thế, đừng để cho đôi lời nói nhỏ nhặt, một phút chốc bất cẩn gánh nặng của những hành động ấy kéo theo ta suốt cả cuộc đời. Mỗi từ ngữ ta thốt ra có thể làm xúc phạm làm tổn thương người khác một cách không ngờ tới được. Dù chỉ là một lời nói nhỏ, nhưng có thể gây ra những hậu quả không lường trước và không thể sửa chữa được. Những lời nói khinh bỉ xúc phạm có thể để lại vết sẹo sâu trong lòng người nghe và đôi khi còn làm tan vỡ những mối quan hệ mà ta xây dựng suốt nhiều năm. Vậy nên hãy cẩn trọng với từng lời nói, từng hành động mà ta thực hiện Hãy làm cho những hạt giống mà ta gieo xuống đất đầy màu mỡ, đầy sức sống và đầy ý nghĩa tích cực. Đừng để cho những lỗi lầm nhỏ nhặt hình thành thành một bóng dáng lớn trong cuộc đời, khiến cho ta phải gánh chịu hậu quả suốt cả quãng đường còn lại. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, mỗi con người đều là những hạt cát nhỏ trôi nổi giữa dòng đời vô tận. Chẳng mấy chốc đã trôi qua, thời gian đã lắm lối mòn nhân quả đã đến để trả lời cho những hành động, những lời nói mà ta thực hiện. Nhưng thật đáng tiếc khi ta, con người, lại dễ dàng rơi vào dòng xoáy của tranh cãi, gánh đua và đấu đá trong cuộc sống. Chúng ta quên đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống, mất đi sự nhìn nhận và tôn trọng lẫn nhau, để rồi lạc vào cuộc chạy đua vô nghĩa trong tình danh lợi. Mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta đều tiêu tốn tâm trí năng lượng cho những mâu thuẫn vô ích để rồi cuối cùng không có gì thu về ngoài một tâm hồn mệt mỏi và tinh thần mất đi sự bình an chúng ta mang theo những gì có phải là danh vọng tiền bạc hay là quyền lực không đó chỉ là những thứ tạm thời không thể theo ta qua những kiếp người tiếp theo vậy cho nên hãy học cách không tranh cãi không ganh đua không đấu đá vô nghĩa hãy để cho nhân quả tự trả lời để mỗi hành động mỗi lời nói của chúng ta đều mang lại ý nghĩa và giá trị thực sự cho cuộc sống này hãy sống trong tình thương và hòa bình để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn và để mỗi con người có thể trải qua cuộc đời này một cách ý nghĩa và hạnh phúc người xưa đã từng nói rằng dù có lương thực ngang gánh dù có căn nhà lớn 10 tầng hay thậm chí là sở hữu trăm xe ngựa thì trong lòng vẫn còn khao khát và buồn phiền. Dù chính qua phú quý, dù sống trong những tiện nghi và tiêu chuẩn cao, nhưng cuộc sống vẫn là một dòng xoáy không ngừng, không biết khi nào mới chấm dứt. Làm sao có thể hiểu được, sống trên đời này, chúng ta cứ phải tranh giành, cứ phải chạy theo những vật dụng vật chất, trong cuộc sống vô thường này có gì đáng để tranh giành đáng để đua đòi đâu thật ra cuộc sống không phải chỉ là vật chất không chỉ là tiền bạc và danh vọng cuộc sống còn là về trải nghiệm là về tình yêu là về sự hiểu biết và bình an trong lòng chúng ta không cần phải đua đòi không cần phải tranh giành mà chỉ cần biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt xung quanh mình và biết ơn với những gì chúng ta đã có hãy sống với lòng bình tâm và sự biết ơn để cuộc sống trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Đừng để mình bị cuốn vào dòng xoáy của tranh đua và đấu đá, mà hãy tìm kiếm sự yên bình và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào và xô bồ này, chúng ta thường bị cuốn vào dòng xoáy của sự lừa gạt của oán trách và đố kỵ tất cả đều là hậu quả của sự tranh giành dù là công khai hay là âm thầm dù là về lợi ích lớn hay là về lợi ích nhỏ ngày hôm qua ngày hôm nay ngày mai tranh giành vẫn là một phần không thể thiếu của cuộc sống nhưng rốt cuộc khi ta suy ngẫm sâu vào ta sẽ nhận ra rằng tất cả đều chỉ để thỏa mãn tâm ích kỷ của bản thân chúng ta cần nhìn nhận lại mục đích và ý nghĩa thực sự của cuộc sống không phải mỗi cuộc tranh giành đều mang lại hạnh phúc và thịnh vượng thay vào đó hãy tìm kiếm sự bình an và hòa bình trong tâm hồn để cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn hãy dừng lại và suy ngẫm để ta có thể thấy rõ hơn về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống này Hãy sống với lòng biết ơn và tình yêu thương để chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với nhau thay vì cứ mãi mãi mê trong cuộc đua vô ích của tâm ích kỷ. Khi ta mở rộng tấm lòng, khi ta hiểu và chia sẻ thì không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Ta nhận ra rằng xem nhẹ và thấp hèn hơn thua được mất chỉ là sự vô nghĩa. Một chút lợi ích nhỏ nhanh chóng tan biến trong khói bụi cuộc đời ta không còn mong muốn giảm bớt hoặc trỗi dậy trong sự tranh giành mà chúng ta hướng về mục tiêu cao cả hơn một tâm trí bình an và không ganh đua không tự ái bởi vì khi ta nhẹ nhàng nhìn nhận khi ta xem nhẹ tâm danh lợi thì sự tranh giành không còn nơi để tồn tại hãy để tấm lòng mở rộng để yêu thương và sự hiểu biết trở thành ngôn từ chính và phương tiện chính để giao tiếp và sống hàng ngày bằng cách này ta có thể tạo ra một thế giới xứng đáng với tâm hồn của chúng ta một thế giới mà tranh giành không còn nữa chỉ còn lại tình yêu và sự bình an trong cuộc sống có vô số lý do để chúng ta không cần phải ra sức tranh giành nhưng đôi khi dục vọng và tham lam đã khiến mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ kìm nén không được một khi giành giật được quyền lợi và tiền bạc trong tay, hạnh phúc chân thực dường như tan biến. Tranh giành và danh lợi chỉ mang lại niềm vui giả tạo và đôi khi còn gây ra phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác cũng như tinh thần. Nhưng nếu chúng ta biết buông bỏ việc tranh giành, tâm hồn chúng ta sẽ trở nên thoải mái hơn, tầm nhìn của chúng ta sẽ mở rộng hơn và khuôn mặt của chúng ta sẽ tỏa sáng hơn. Chúng ta sẽ nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn và sống chân thành và nhiệt tình hơn. Bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm sẽ nồng đậm hơn và tâm nguyện của chúng ta sẽ sâu sắc hơn. Và cuối cùng, tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn và đông đầy hơn bao giờ hết. Mỗi người chúng ta đều có hoài bão và ước mơ riêng những mong ước lớn lao già, khát khao, đầy hướng khởi. Việc nỗ lực theo đuổi ước mơ là điều không chỉ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, mà còn là hành trình đích thực của sự sống. Đúng là không ổn phí thân người khó được, nhưng sự đánh độ quá lớn khi chúng ta bắt đầu giành giật mọi thứ, bớt chấp tất cả để đạt được mục tiêu của mình. Khi chúng ta để cho sự tham lam và mục đích cá nhân chi phối chúng ta đặt mục tiêu trên tất cả mọi thứ và bỏ quên những giá trị đích thực trong cuộc sống chúng ta trở thành những con rối lăng xăng giữa cuộc đời này chúng ta bị mắc kẹt trong mê cung của quyết định và hành động mà không biết cách thoát ra vậy cho nên hãy nhớ rằng đối với mỗi người trong chúng ta ước mơ không chỉ là điểm đến mà còn là hành trình hãy trân trọng những giá trị thực sự của cuộc sống những mối quan hệ niềm vui nho nhỏ và những khoảnh khắc ý nghĩa. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn, không để bản thân trở thành con rối của những ham muốn và mục tiêu vô nghĩa. Chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận ra ranh giới mong manh giữa niềm vui và nỗi đau, giữa thành công và thất bại, giữa hạnh phúc và khổ đau. Đó là ranh giới mỏng manh dễ mất đi trong những cuộc tranh đấu và cuộc đua vô nghĩa của cuộc sống nhưng khi chúng ta nhận ra được điều này khi chúng ta biết đủ và hạnh phúc khi chúng ta không còn mù quáng trong sự tranh giành thì đó mới là cảnh giới cao nhất của nhân sinh không tranh giành không đồng nghĩa với việc chấp nhận sự nhục nhã và phản bội bản thân mà đó là việc hiểu rõ giá trị thực sự của cuộc sống và tìm kiếm sự hài lòng từ bên trong không phụ thuộc vào những thứ vật chất và danh vọng đó là khi chúng ta sống tự do và bình an trong trái tim không bị bó buộc bởi những ý muốn và ham muốn vô hình hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và vào cuộc sống và hãy nhớ rằng không tranh giành đó là chìa khóa để mở cánh cửa của hạnh phúc và bình an trong lòng mình khi chúng ta thấu hiểu điều này chúng ta mới thực sự sống đúng ý nghĩa của cuộc đời cuộc sống không ai nên khinh thường bất kỳ ai khác bởi sông có những khúc nước nhanh chóng nhưng cũng có những khúc chậm rãi và mỗi người cũng vậy ai đó có thể lên cao đến đỉnh điểm của thành công nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải trải qua những thời kỳ khó khăn và giảm sút cuộc sống là một vòng tròn không ngừng nơi mà mỗi người trải qua những thăng trầm và biến động ai đó có thể rực rỡ như ánh sao sáng trên bầu trời nhưng cũng có thể mất đi và tan biến vì những mây đen của bão tố. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đánh giá người khác dựa trên vị trí hiện tại của họ, mà nên đánh giá họ dựa trên sự đạo đức và lòng nhân ái. Hãy luôn nhớ rằng trong cuộc sống này, không ai tránh khỏi những thời kỳ khó khăn và thách thức. Vì vậy, hãy đối xử với mọi người một cách tử tế và tôn trọng, bởi chúng ta đều là những hành trình của riêng mình trên con đường của cuộc sống. Kính thưa quý vị và các Phật tử thân mến, tiền bạc dù là tiền ngàn hay dạng cũng không thể che giấu đi sự vô danh và tiêu tan của cuộc sống. Dù ngày hôm nay ta chỉ là những tiểu nhân nhỏ bé, nhưng không chắc ngày mai ta không thể làm nên một điều lớn lao. Vì vậy, khi gặp người giàu có, đừng ganh tị. Khi gặp kẻ nghèo khó, đừng chê trách gặp người lương thiện hãy hướng về phía trợ giúp gặp kẻ đáng thương hãy khuyên bảo và động viên còn gặp kẻ toan tính thì hãy tránh xa họ càng tốt ở trên đỉnh núi đừng tự mãn và coi thường người dưới núi bởi có một ngày họ có thể dương lên và thay thế bạn và khi bạn đạt được thành công thì đừng bao giờ tự mãn bởi khi nhiều người đã thành công bạn vẫn đang phải cố gắng và phấn đấu hãy sống với lòng biết ơn và tôn trọng không đánh giá người khác dựa trên vị thế hay tài sản của họ hãy giữ cho trái tim mình luôn mở rộng và sẵn lòng chia sẻ bởi chỉ khi đó cuộc sống mới thực sự ý nghĩa và đáng sống trong cuộc sống làm người nên khiêm tốn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ dù bạn có lợi hại đến đâu không chắc rằng bạn sẽ giữ được người cần giữ dù bạn có giàu có như thế nào không chắc rằng mọi người đều yêu mến bạn dù bạn có năng lực ra sao cũng không chắc chắn rằng mọi người đều khâm phục bạn thấy mình rất quan trọng cũng không chắc rằng mọi người sẽ chào đón dù có địa vị cao nhiều mối quan hệ hay là ăn nói khéo léo như thế nào cũng không chắc rằng tất cả đều muốn làm quen với bạn vì vậy hãy sống một cuộc đời khiêm tốn và biết trân trọng những gì mình có hãy đối xử với mọi người với lòng tôn trọng và lòng nhân ái bởi chỉ khi đó chúng ta mới có thể xây dựng được những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa trong cuộc sống này không ai có thể chắc chắn về ngày mai không ai có thể biết được ai sẽ thành công hơn ai vì vậy đừng bao giờ quá tự phụ đừng bao giờ coi thường người khác cuộc sống không hề dễ dàng và mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách và khó khăn riêng của mình xin hãy nhớ rằng khi ta tôn trọng người khác ta cũng đang tôn trọng chính mình dù thế giới có thay đổi như thế nào dù người khác có đối xử với bạn ra sao hãy luôn giữ vững lòng khiêm nhường và lòng thiện lương đó là con đường dẫn đến sự hài lòng và thành công trong cuộc sống nếu bạn có thể giữ được điều đó cuộc sống của bạn sẽ trở nên rất hài lòng bởi vì khi ta biết trân trọng và tôn trọng người khác ta cũng đang tạo ra một môi trường tốt đẹp cho bản thân mình và cho những người xung quanh mình kính thưa quý phật tử và quý khán thính giả thân mến sống trên đời này chắc hẳn chúng ta ai cũng đã có một đôi lần sinh tâm đố kỵ những chấp niệm, những tâm rác, những gánh nặng tinh thần mà chúng ta hàng ngày mang theo không phải lúc nào cũng hiện hiện rõ ràng. Nhưng những chấp niệm mà tâm đố kỵ đó chúng đang âm thầm tồn tại trong tâm hồn như những dấu vết không dễ nhận ra nhưng lại đủ sức làm trầm trọng thêm mỗi bước chân trên con đường cuộc sống. Nhiều lần trong bão tố của cuộc đời ta cảm thấy mình như bị cuốn trôi không kiểm soát được bản thân. Đó không chỉ là do những trở ngại trên con đường, mà còn bởi những tâm rác, những đống cảm xúc không được giải tỏa, tồn tại như những cơn ác mộng vô hình. Nhìn vào sâu thẳm của lòng, ta thấy rõ hình bóng của sự đố kỵ, sự ghen thức, sự ganh ghét, những tâm rác mà chúng ta đang giấu kín, không dám đối diện. Nhưng liệu chúng ta có thể sống an lạc khi tâm hồn mình chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực đó hay không để hướng tâm về phương hướng tươi sáng ta cần dũng cảm đối diện với những tâm rác ấy đừng để chúng lấn át chiếm giữ bản thân mình hãy cho đi và hãy thả lỏng để lòng mình nhẹ nhàng hơn để cuộc sống trở nên thanh thản hơn an lạc không chỉ đến từ việc thu hẹp khoảng cách với những người xung quanh mà còn là việc làm sạch lòng, làm sáng tinh thần Hãy cho đi để nhận lại niềm vui Để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn Để mỗi bước chân trên con đường này Ta đều cảm thấy bình an và an lạc Tầm ganh tị đố kỵ Những ác mộng vô hình trong tâm hồn Nhưng lại có thể tạo ra những đợt sống và dông tố Trong cuộc sống của chúng ta Đó là một trong những tâm rác độc hại nhất mà dường như ai cũng có mỗi người ở mức độ khác nhau. Gánh tị đố kỵ, nhưng những hình bóng đen tối, âm thầm, nhen nhóm trong tâm trí. Khi ta không giữ được bản thân, chúng bắt đầu nảy mầm, phát triển và lan tràn như một cơn đại dương cuồn cuộn. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều chứa đựng những dấu vết của sự ghen tị, sự đố kỵ. Mặc cho việc ta có cố gắng che giấu đến đâu nhưng hậu quả của tâm ganh tị, đố kỵ không hề nhỏ nhặt chút nào. Chúng không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính bản thân ta. Mỗi lần ta cảm thấy ganh tị, đố kỵ thì mỗi lần ta so sánh với bản thân của người khác là một đòn đau, là một cú sốc vào tinh thần, làm xói mòn đi những giá trị đích thực của cuộc sống hiện tại. Nhưng có điều gì đó cần phải thay đổi. Đừng để tâm ganh tị đố kỵ Làm tiêu tan công đức của ta Hãy dũng cảm đối diện với chúng Hãy chuyển hóa chúng Thành sự cảm thông Thành động lực để phát triển bản thân mình Chỉ khi ta biết kiểm soát Và chuyển hóa tâm ganh tị đố kỵ Thành một nguồn năng lượng tích cực Ta mới thực sự Có thể sống một cuộc sống an lạc Và tràn đầy ý nghĩa được Tâm đố kỵ Như một cơn gió dữ dội có thể làm lay động tâm hồn của bất kỳ ai. Trong thế giới của nhân vật tu hành chân chính, tâm đố kỵ không phải là một cái gì đó xa lạ. Nhưng điều đặc biệt là những người này có khả năng chuyển hóa tâm đố kỵ thành một nguồn năng lượng tích cực, một nguồn động viên để tiến xa hơn trên con đường tu hành của mình. Những bậc tu hành chân chính hiểu rằng tâm đố kỵ không phải là kẻ thù mà chính là một phần của chính họ thông qua sự hiểu biết sâu sắc về bản thân và qua quá trình tu tâm họ biết cách nhìn nhận và chấp nhận tâm đố kỵ từ đó chuyển hóa thành một nguồn động lực trong việc tu hành và giúp đỡ người khác tuy nhiên với những người phàm phu tâm đố kỵ có thể trở thành một ác quỷ đáng sợ nếu họ không biết cách tự chuyển quá không biết cách đối mặt và làm chủ tâm trạng của mình thì tâm lố kỵ sẽ dần dần lớn mạnh trở thành ngự trị trong tâm hồn làm cho họ trở nên ghen tị đố kỵ người khác và mất đi hướng đi của chính mình điều quan trọng là không bao giờ muộn để bắt đầu hành trình chuyển hóa tâm đố kỵ dù là bậc chân tu chân chính hay là phàm phu ai cũng có khả năng chinh phục tâm đố kỵ biến nó thành một nguồn lực tích cực chỉ cần dũng cảm đối mặt kiên nhẫn và lòng tin vào khả năng của bản thân mình mỗi người có thể tìm thấy con đường riêng để giải thoát khỏi sự gò bó của tâm đố kỵ và sống một cuộc sống bình an an lạc tâm đố kỵ một cảm xúc đen tối trong tâm hồn khiến cho ta cảm thấy không vui khi nhìn thấy người khác đạt được những thành tựu mà chúng ta mong muốn Đôi khi nó nảy mầm từ sự so sánh không lành mạnh với người khác. Khi ta cảm thấy bị thua thiệt và không được đánh giá như họ. Cảm giác bất an, lòng ganh tị nổi lên khi ta nhận ra rằng người khác được tán dương khen ngợi trong khi mình lại không nhận được điều đó. Làm sao ta có thể hoàn toàn tự tin và hạnh phúc khi mình bị so sánh và thấy mình thua thiệt? Thật khó khăn vô cùng khi lòng tự ái bị tổn thương, khi tâm hồn bị chia rẽ giữa sự quan hỷ cho người khác và lòng ganh tị bên trong. Đó là cuộc đấu tranh không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân, với tâm trạng không ổn định và khó chịu. Nhưng chính trong những thử thách này, ta có cơ hội để hiểu rõ hơn về bản thân và chấp nhận sự khác biệt. Chúng ta cần nhận ra rằng, mỗi người đều có hành trình riêng và thành công của người khác không làm mất đi giá trị của chúng ta. Thay vì rơi vào lòng ganh tị, hãy chúc phúc và ủng hộ người khác, vì hạnh phúc của họ cũng là của chúng ta. Đó mới là con đường đúng đắn để chinh phục tâm đố kỵ và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Tâm đố kỵ là một tâm xấu, một bóng tối nhỏ nhen trong tâm hồn của chúng ta. Để diệt trừ nó, chúng ta cần mở rộng thương yêu và mong muốn mọi người được hạnh phúc, được thành công hơn chúng ta. Chân thành trong tình yêu thương và sự mong đợi hơn người chính là chìa khóa để chinh phục tâm đố kỵ. Trong cuộc sống hàng ngày, những người huynh đệ, những người cùng lớp, cùng trường, đặc biệt là cùng trình độ, thường là đối tượng mà chúng ta dễ cảm thấy ganh tị và tâm đố kỵ nhất. Nhưng thay vì cảm thấy ganh tị, chúng ta cần dành tình yêu thương và sự chân thành cho họ. Khi mỗi người trong nhóm, trong lớp học, cầu mong cho huynh đệ của mình được hơn mình, thì chính bản thân mỗi người cũng sẽ nhận được phước lành từ việc đó. Khi chúng ta biết cầu nguyện và ủng hộ người khác, thì điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình. Nếu ta cảm thấy bản thân kém cỏi, kém xuất sắc hơn người khác, thì càng cần phải cầu nguyện cho họ bởi chỉ khi chúng ta mong muốn họ hơn mình chúng ta mới có cơ hội để phát triển để trở nên giỏi hơn điều quan trọng là không lạc quan mù quáng mà là một sự hiểu biết sâu sắc về tình yêu thương và lòng từ bi chính sự chân thành và lòng mong muốn hạnh phúc cho người khác mới là lối đi đúng đắn để tiêu diệt tâm đố kỵ và sống một cuộc sống trọn vẹn đầy ý nghĩa khi nhìn thấy huynh đệ được nhiều người mến phục điều quan trọng không phải là phủ nhận sự thật này mà là phải tìm thấy những ưu điểm những phẩm chất đã khiến cho họ được như vậy có thể họ đã có những phước lành từ quá khứ hoặc họ đang sở hữu những ưu điểm đáng kính trọng hiện tại đừng bao giờ chìm đắm trong ghen tị và đố kỵ mà hãy dùng sự ngưỡng mộ đó để tìm ra những phẩm chất tốt đẹp của chính mình mỗi người đều có những ưu điểm riêng những phẩm chất đáng quý mà chúng ta có thể học hỏi được thay vì chê bai và miệt mài so sánh thì hãy nên tập trung vào việc phát triển bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ngưỡng mộ và học hỏi không chỉ là biểu hiện của sự trưởng thành và sự thông minh mà còn là con đường để chúng ta trở nên phong phú và sâu sắc hơn trong cuộc sống này Hãy tôn trọng và đánh giá cao những người xung quanh và từ đó chúng ta sẽ nhận ra giá trị đặc biệt của bản thân mình, không chỉ là để tự tin mà còn để truyền cảm hứng và lan tỏa niềm vui cho mọi người xung quanh mình. Trên con đường tu hành, việc có một huynh đệ mạnh mẽ và được người lớn tin tưởng là một ưu điểm lớn. Trong những tình huống như vậy, trách nhiệm của chúng ta không chỉ là tự mình tiến bước mà còn là phụ giúp huynh đệ để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi khi huynh đệ của chúng ta cần sự hỗ trợ là lúc chúng ta phải đứng đắn bên cạnh, sẵn sàng cung cấp giúp đỡ và đồng viên, không phải vì ganh ghét hay lòng ghen tị mà chúng ta phải lén lút phá đám, mà là vì lòng tôn trọng và sự toàn kết trong cộng đồng tu hành. Khi thấy huynh đệ mình đang tập trung vào việc tu tiếng, ngồi thiền hoặc thuyết giảng Chúng ta không nên làm phiền hay là gây rối Mà hãy tôn trọng và tôn vinh sự cống hiến của họ Mỗi người có trí tuệ và định lực tăng tiến Mỗi người đều có thể làm thầy của chính mình và của người khác Bằng sự kính trọng và tận tâm phụ giúp huynh đệ Chúng ta không chỉ làm cho cộng đồng tu hành trở nên mạnh mẽ hơn mà còn tạo ra một môi trường tu dưỡng tích cực và an lành. Hãy dùng lòng tốt và tình yêu thương để xây dựng một cộng đồng toàn kết, nơi mỗi người đều có thể phát triển và tiến bộ trên con đường tu hành. Có những huynh đệ kém hơn cá nhân, những người cần sự hướng dẫn và động viên hơn. Trong những tình huống như vậy, mỗi người đều phải có trách nhiệm tận tình chỉ dạy, không giấu giếm để giúp huynh đệ vượt lên. Chúng ta không nên nhìn nhận họ bằng ánh mắt so sánh hay là phê phán mà hãy dùng lòng từ bi và lòng nhân ái để định hình tâm hồn của họ. Mỗi người trong chúng ta đều mong muốn huynh đệ của mình được tốt hơn, được tiến lên trên con đường tu dưỡng. Hãy luôn tận tình chỉ dạy cho huynh đệ của mình, không chỉ về những bước tiến trên con đường tu hành mà còn về những giá trị tinh thần và phẩm chất nhân cách. Bằng sự dẫn dắt và động viên, chúng ta có thể giúp họ vượt qua mọi thách thức và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình tâm hồn của mỗi người đều phải chứa đựng lòng từ bi và lòng nhân ái để dành cho quynh đệ yếu thế và cần sự giúp đỡ hãy tạo ra môi trường cộng đồng đoàn kết nơi mà mỗi người đều được yêu thương và định hình để phát triển và tiến bộ trên con đường tu dưỡng khi bước vào giai đoạn trưởng thành và đối diện với những thách thức lớn trong cuộc sống tâm đố kỵ thường có điều kiện khởi phát nhiều nhất làm việc lớn mối quan hệ rộng lớn và quyền lợi nhiều hơn đều làm cho tâm đố kỵ trở nên dễ nảy sinh hơn bao giờ hết mỗi người trong hành trình trưởng thành của mình đều phải đốt mặt với những cám dỗ và áp lực từ xã hội từ những mối quan hệ xung quanh và trong những lúc như vậy việc tự giác và cẩn thận hơn về tâm đố kỵ trở nên cực kỳ quan trọng đừng để lòng ganh ghét và ghen tị chi phối tâm trí của mình mà hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và xây dựng mối quan hệ tích cực hãy luôn đề cao giá trị của lòng biết ơn và lòng từ bi để giữ cho tâm hồn luôn trong sạch và thanh thản trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được những điều mình mong muốn nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và xử lý những cảm xúc tiêu cực đó bằng sự ý thức và quyết tâm chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc không bị tâm đố kỵ làm phiền hay là bủa dây mình phật dạy rằng tâm đố kỵ là một trong những tâm hạnh xấu nhất làm cho tâm hồn trở nên u ám và gò bó vì vậy khi nghe thấy có giảng sư nào thuyết pháp hay và được nhiều người mến mộ chúng ta cần tìm thấy ưu điểm của họ để tán thán và học hỏi dù có khác biệt quan điểm nhưng nếu người đó được nhiều người hâm mộ và khen ngợi chúng ta cũng cần tôn trọng và học hỏi từ họ việc tìm hiểu nguyên nhân của sự thành công và ưu điểm của người khác không chỉ giúp chúng ta trở nên tự tin hơn mà còn là cơ hội để tiến bộ trong hành trình tu học chúng ta cần kính trọng tôn trọng những người có phẩm chất tốt và được nhiều người mến mộ bởi chỉ khi có lòng biết ơn và lòng kính trọng tâm đố kỵ mới bị tiêu trừ và chúng ta mới có thể tiến bộ trên con đường tu học một cách hoàn thiện hơn có những vị tu có kết quả tâm linh đặc biệt những người mang đến ánh sáng và sự đồng duyên cho chúng sinh mỗi người trước những vị thánh này cần phải chân thành kính trọng bởi họ chính là những người thầy của cuộc đời là điểm tựa cho chúng ta trên con đường tu hành không phải chỉ là việc trở thành một giảng sư hay một người đắc đạo mà là việc thực sự đạt được kết quả tâm linh trong tâm hồn chỉ những người thực sự có trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc về đạo mới có thể là chỗ dựa đáng tin cậy cho chúng sinh dù họ có tuổi trẻ hơn hay đã tu luyện lâu hơn chúng ta nếu họ đã đạt được kết quả tâm linh thì trong thâm tâm của chúng ta phải tôn trọng và xem họ như thầy của mình. Đừng để lòng đố kỵ trỗi dậy mà hãy mở lòng tiếp nhận sự truyền đạt và hướng dẫn từ những vị thánh này. Nếu chúng ta gửi đến họ lòng kính trọng và sự biết ơn thì chắc chắn rằng sau này cá nhân của chúng ta cũng sẽ đạt được nhiều điều tốt lành từ những ân sủng và hướng dẫn của họ. Mặt khác, mỗi người đều có trách nhiệm giới thiệu những vị có tài đức cho nhiều người biết để cùng nhau học hỏi và phát triển bằng cách này khi chân thành ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người khác chúng ta đang góp phần làm cho thế giới này trở nên đoàn kết hơn đối với những người có chức vụ cao hơn mỗi người đều cần hỗ trợ và hỗ trợ họ trong việc thực hiện trách nhiệm của mình tận trong thâm tâm Chúng ta không nên cầu mong về tiền bạc, địa vị hay là danh tiếng, vì tất cả chỉ là hư ảo và tạm thời. Bằng việc không mong cầu, chúng ta không bị chi phối bởi lòng tham và không nảy sinh tâm đố kỵ khi thấy người khác vượt qua mình. Hãy tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau dựa trên lòng biết ơn và tôn trọng. Chỉ khi chúng ta cùng nhau hướng về mục tiêu cao cả hơn, mới thực sự có thể đạt được hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người sau đây là cách để giải trừ lòng tâm đố kỵ để cuộc sống được yên bình trong những khoảnh khắc vui vẻ khi tâm hồn đầy ắp niềm hạnh phúc chúng ta thường dễ bị mất kiểm soát và nói quá nhiều đặc biệt là khi chúng ta muốn chia sẻ và thổ lộ những điều trong lòng tuy nhiên điều quan trọng là phải nhớ rằng thậm chí khi tâm trạng đầy hứng khởi lời nói của chúng ta vẫn phải trầm ổn và suy nghĩ kỹ lưỡng tâm thái của chúng ta trong những khoảnh khắc đó thực sự là thiện lành và tốt đẹp khi muốn chia sẻ và mở lòng ra hết những gì chúng ta đang cảm thấy tuy nhiên chúng ta cũng cần nhớ rằng mỗi lời nói một khi đã ra đi sẽ không thể thu hồi lại được vì vậy dù trong lúc vui vẻ hãy giữ cho lời nói của mình trầm ổn và cân nhắc hãy để cho những lời nói đều mang đầy ý nghĩa và giá trị thay vì để cho cảm xúc thống trị chỉ khi làm được như vậy chúng ta mới có thể tránh được những hậu quả không mong muốn của việc nói quá nhiều trong những khoảnh khắc hứng khởi khi bị tức giận chúng ta thường dễ mất đi sự kiểm soát và thức lễ trong hành động và lời nói không chỉ gây tổn hại đến mối quan hệ tình cảm với người thân bạn bè mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của chính bản thân mình trong những thời điểm tức giận chúng ta thường quên điều quan trọng nhất là kiểm soát cảm xúc và hành động của mình điều này dẫn đến việc gây ra những hành vi và lời nói không chỉ thất lễ mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng về sau này vì vậy mỗi người cần phải học cách tự kiềm chế bản thân giữ cho tâm trạng bình tĩnh và thấu đáo trước mọi tình huống thay vì để cho cảm xúc thống trị hãy tập trung vào việc sử dụng lý trí và tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và xử lý vấn đề một cách khôn ngoan chỉ khi làm được như vậy chúng ta mới có thể tránh được những hậu quả không mong muốn của việc tức giận và giữ cho cuộc sống hòa bình và hạnh phúc hơn khi chúng ta bị kinh động bởi một sự kiện nào đó thường dễ dàng đánh mất trạng thái bình an và bình tĩnh của bản thân tuy nhiên muốn giữ được trạng thái dáng vẻ của mình chúng ta cần luôn bảo trì tâm bình an có một câu tục ngữ cổ xưa nói là không quan tâm hơn thua núi thái sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi điều này thể hiện tư tưởng nhân tâm bất động cho thấy sức mạnh của một tâm hồn ổn định và bình tĩnh giữa những biến cố của cuộc đời. Chúng ta cần tu dưỡng một tâm trí ổn định và bình thản để có thể đối mặt với những thử thách và biến cố trong cuộc sống một cách hòa nhã và chính chắn. Bằng cách này, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn mà không bị chi phối bởi cảm xúc và sẽ luôn duy trì được trạng thái con người trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Trong những thời điểm buồn bã khi lòng đau đớn chiếm lấy không chỉ nhan sắc bề ngoài mà cả tinh thần của chúng ta đều có thể mất đi sự rạng rỡ nhan sắc ở đây không chỉ là bề ngoài mà còn là trạng thái tinh thần biểu hiện qua sự tự tin và hứng khởi khi đối mặt với những nỗi buồn đau trong cuộc sống chúng ta cần học cách kiểm soát suy nghĩ và hướng tâm trí về phía trước đừng để tinh thần suy sụp mà hãy cố gắng tìm ra những điều tích cực và hy vọng trong cuộc sống nỗi đau buồn không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể gây hại cho sức khỏe cơ thể biểu hiện của điều này có thể là sự thảm đạm của gương mặt sự thê lương trong ánh mắt và cảm giác mất mát của tinh thần vì vậy hãy để lòng kiên nhẫn và lòng tin ở phía trước dẫn dắt chúng ta qua những khoảnh khắc khó khăn chúng ta cần biết cách tìm ra ánh sáng trong bóng tối và duy trì tinh thần lạc quan để có thể vượt qua mọi thử thách mạnh mẽ và không bị suy giảm cả về tinh thần và sức khỏe trong những khoảnh khắc mừng rỡ chúng ta thường dễ bị lơ là và sơ suất trong việc giám sát và phân tích một cảm giác hài lòng và tự tin lan tỏa khiến cho mọi thứ dường như vừa ý và vừa mắt tuy nhiên khả năng phân biệt đúng sai và suy xét đúng mực thường bị suy giảm chúng ta có thể trở nên xem nhẹ và không còn quan tâm đến những chi tiết quan trọng dẫn đến việc bỏ sót các vấn đề hay sự việc quan trọng việc đánh giá và ra quyết định cũng có thể bị mù mờ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc có một câu nói rất đúng là quên con người vào lúc quá đắc ý khi quá hào hứng và mừng rỡ chúng ta dễ trở nên thiếu cảnh giác và không còn quan tâm đến những chi tiết quan trọng nữa điều này dẫn đến những sơ suất đáng tiếc và có thể đánh mất nhiều điều quý giá vì vậy dù trong niềm vui và hạnh phúc chúng ta cũng cần giữ vững tinh thần tỉnh táo và cân nhắc xin hãy nhớ rằng việc duy trì sự cảnh giác và quan sát kỹ lưỡng trong mọi tình huống là chìa khóa để tránh những sơ suất đáng tiếc và bảo đảm rằng chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hay là thách thức nào. Khi chúng ta bị sợ hãi đến mức quá độ, nội tâm của bản thân thường bị trấn áp và mất đi sự khí tiết. Trong những thời điểm này, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực và không thể duy trì được nguyên tắc và lập trường của bản thân mình. Sự sợ hãi quá mức có thể làm cho chúng ta mất đi khả năng suy nghĩ một cách logic và bình tĩnh chúng ta có thể không thể tìm ra được sự lựa chọn chính xác và không cách nào giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả trong những thời điểm như vậy quan trọng nhất là phải cố gắng giữ vững bản thân và duy trì sự tỉnh táo hãy nhớ lại nguyên tắc và giá trị của bản thân mình và không để cho cảm xúc tiêu cực chi phối hành động của mình hãy dành thời gian để thở sâu và tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thay vì bị cuốn vào cảm xúc sợ hãi hãy tìm sự hỗ trợ từ những người thân yêu và chia sẻ nỗi lo âu của mình bằng cách này chúng ta có thể vượt qua được những trở ngại và tìm ra được lựa chọn đúng đắn để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất khi chúng ta chứa đựng quá nhiều dục vọng và ham muốn chắc chắn sẽ phải đánh đổi bằng sự lao lực và hao tổn tinh thần kết quả cuối cùng là mất đi nhiều hơn chúng ta mong đợi những người mê mải với lợi ích cá nhân không ngừng chạy theo những thứ hào nhoáng thường sẽ gặp phải những hậu quả đắng cay người ta thường yêu thích những vật phẩm quý giá và đắt tiền nhưng điều đó lại dẫn đến sự phát triển của lòng ganh ghét và đố kỵ khi chất chứa càng nhiều những vật phẩm quý giá sự ghen tỵ và quán giận trong lòng người cũng càng dìu lên. Kết quả không ai mong muốn là bản thân sẽ chìm đắm trong cảm giác áp đặt và sự khổ sở không lường trước. Vì vậy, chúng ta cần phải cân nhắc và kiểm soát được những dục vọng của mình. Thay vì mê mãi theo vật chất, hãy tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc từ những giá trị nội tại. Bằng cách này, chúng ta có thể tránh được những tai họa không đáng có và sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn khi chúng ta say mê quá mức vào một điều gì đó thì dễ dàng mất đi đức độ và lòng trung thực điều này thường phản ánh qua cả lời nói và hành vi của chúng ta khi chúng ta quá say mê lời nói có thể trở nên phóng đại và xiên xẹo không còn phản ánh đúng sự thật hành vi của chúng ta cũng có thể trở nên khác người vượt qua giới hạn và thậm chí làm tổn thương người khác nữa nếu một người mê mải vào điều gì đó quá đà họ có thể mất đi lòng trung thực và đạo đức trong lời nói và hành động của mình lời nói của họ trở nên không đáng tin cậy và khó tin khiến cho người khác mất lòng tin và tôn trọng hành động quá khích và không kiểm soát cũng dễ gây ra những hậu quả không lường trước đặt ra nguy cơ mất mát không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh mình vì vậy chúng ta cần phải biết cân nhắc và kiểm soát sự say mê của mình hãy luôn nhớ giữ vững đạo đức và lòng trung thực trong mọi tình huống chỉ khi đó chúng ta mới có thể giữ được lòng tin và tôn trọng của người khác và không gây ra những hậu quả không mong muốn cho bản thân và xã hội kính thưa quý phật tử và quý khán thính giả thân mến trong cuộc sống này đôi khi có vẻ như sự phân biệt giai cấp giữa giàu và nghèo là một sự thật không thể tránh khỏi được từ những phố phường sầm quốc đến những con hẻm nhỏ nơi những người dân nghèo đang sinh sống cuộc sống đã chia cắt chúng ta theo những đường nét khác biệt nhưng dù vậy trong lòng mỗi con người luôn cháy lên ngọn lửa hy vọng và khát vọng được thoát khỏi cảnh nghèo đói từ bóng tối của tuyệt vọng dương lên ánh sáng của hy vọng chúng ta là những người chiến đấu không ngừng nghỉ để đứng lên và dương lên từ những hoàn cảnh khó khăn dù có bao nhiêu khó khăn bao nhiêu chông gai trên con đường chúng ta không bao giờ từ bỏ niềm tin vào khả năng của bản thân mình bởi vì ở đâu đó trong tâm hồn mỗi người luôn tồn tại một niềm tin vững chắc rằng nếu ta cố gắng ta có thể thay đổi số phận của mình và của những người thân yêu. Và dù cho những bóng đen của nghèo đói có cố gắng ám ảnh cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ để cho nó thống trị. Chúng ta sẽ nỗ lực chăm chỉ và không ngừng phấn đấu để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho chính mình và cho những thế hệ kế tiếp. Bởi vì đằng sau mỗi cái số đều có một chặng đường mới. Đằng sau mọi khó khăn là một cánh cửa mở ra những cơ hội mới và đằng sau mỗi giọt mồ hôi là một hạnh phúc mới và khi nhìn lại quãng đường đã qua chúng ta sẽ tự hỏi rằng chúng ta có thể thoát nghèo để trở nên giàu có hay không câu trả lời không phải luôn là dễ dàng nhưng quan trọng nhất là chúng ta không bao giờ từ bỏ không bao giờ khuất phục trước khó khăn bởi vì trong cuộc sống này chỉ cần ta không ngừng phấn đấu chỉ cần ta không dừng lại thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn và từ bóng tối của nghèo đói chúng ta sẽ bước vào ánh sáng của thành công và hạnh phúc phật dạy có năm kiểu người dễ phải sống nghèo khó suốt đời đầu tiên đó là người tham lam những người tham lam như một kẻ săn mồi không biết đủ lúc đuổi theo những thứ không thuộc về mình không màng đến hậu quả mà họ có thể gây ra họ coi trọng vật chất hơn là phẩm chất họ chạy theo những hào quang tạm thời mà quên mất ý nghĩa sâu xa của cuộc sống nhưng đừng tham lam vì tham lam sẽ khiến cho ta mất đi cái đích mất đi sự bình yên trong lòng và mất đi sự đoàn kết với những người xung quanh mình đừng tham lam vì có những điều mà ta không thể có được và muốn có tất cả sẽ khiến cho ta không còn biết trân trọng những gì đã có phúc đức trong cuộc sống không phải là có nhiều mà là biết đủ với những gì mình đang có và biết đủ để chia sẻ với những người xung quanh mình vì đôi lúc phúc đức ẩn chứa trong những điều giản dị trong sự bình yên và hạnh phúc từ những khoảnh khắc đơn giản nhất của cuộc sống cuộc đời này không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và thuận lợi có những khi hạnh phúc mất đi chỉ trong một phút chớp mắt và những tai họa lại ập đến mà không báo trước nhưng mọi người đều có một bến đỗ riêng để trở về một nơi nương tựa trong trái tim của người thân yêu và trong lòng của chính mình dạng vật trên đời này đều là số phận và không ai có thể thay đổi số phận của mình hay của người khác được điều quan trọng là chấp nhận số phận và biết trân trọng những gì mình có đồng thời không ngừng phấn đấu hãy sống biết ơn sống tử tế và sống không tham lam vì chỉ có như vậy ta mới thực sự có thể tìm được ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống này những điều thực sự thuộc về bạn thường đến một cách tự nhiên không cần phải tốn quá nhiều công sức đó có thể là niềm vui trong những khoảnh khắc bình dị tình yêu từ những người thân yêu hay sự hài lòng với những gì bạn đang làm nếu bạn phải tốn rất nhiều công sức mới có được một thứ gì đó có lẽ đó chưa chắc đã thuộc về bạn bởi con người có thể dễ dàng rơi vào dòng xoáy của ham muốn và tham vọng dẫn đến việc mù quán đuổi theo những mục tiêu không phải lúc nào cũng thực sự mang lại hạnh phúc hãy để những điều tích cực đến với bạn một cách tự nhiên hãy sống những giây phút hiện tại và trân trọng những gì đã có đừng để bản thân mất đi trong cuộc đua vô nghĩa mà hãy tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống hãy nhớ rằng niềm hạnh phúc thực sự không phải là ở nơi xa xôi và khó đạt được mà là ở ngay trong lòng của bạn trong những điều nhỏ nhặt và tự nhiên nhất của cuộc sống hãy biết trân trọng và đánh giá những gì đã thuộc về bạn và để mọi thứ diễn ra theo cách của tự nhiên với sự nhẹ nhàng và bình yên chúng ta thường bị mê hoặc bởi những khao khát và ước mơ lớn lao chúng ta cảm thấy mình cần phải đi xa hơn cố gắng hơn để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra nhưng đôi khi chúng ta cần nhớ rằng mọi thứ đừng đi quá xa vì mọi thứ quá đà đều có thể gây ra phản tác dụng nếu chúng ta trở nên cực đoan trong việc theo đuổi mục tiêu của mình, có thể chúng ta sẽ đánh mất đi cái đẹp của cuộc sống này, cái bình yên và hạnh phúc từ những khoảnh khắc đơn giản nhất. Đôi khi hãy học cách thuận theo số phận, biết khi nào nên dừng lại và chấp nhận những gì đã đến với mình. Hãy học cách bằng lòng, biết đánh giá và trân trọng những gì mình đã có thay vì luôn luôn tìm kiếm điều gì đó xa xôi và khó đạt được bởi chỉ khi chúng ta biết bằng lòng chúng ta mới có thể sống an yên và hạnh phúc trong lòng mình và đừng quên rằng tham lam không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự nếu muốn sống một cuộc sống an yên và hạnh phúc hãy biết khi nào đủ và đừng quá tham lam hãy để lòng biết ơn và lòng bằng lòng dẫn dắt chúng ta trên con đường của cuộc sống mang lại cho chúng ta sự hài lòng và niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thứ hai là những người dễ nóng giận. Nóng giận là một thói quen xấu mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Những người dễ nóng giận thường là những người mang theo một gói hành lý nặng nề của tức giận và bực tức. Mỗi khi gặp phải chuyện không như ý muốn, họ sẽ mất bình tĩnh, kêu ca và phàn nàn không kiềm chế được cảm xúc trong lòng tuy nhiên họ cần nhớ rằng tâm trạng của một người càng tồi tệ thì sẽ càng gặp nhiều chướng ngại vật trong cuộc sống mỗi lần tức giận bùng nổ như một cơn gió to làm đổ gãy mọi cành cây chỉ tạo ra thêm hàng triệu rào cản trên con đường tiến lên thành công và hạnh phúc cơn nóng giận không chỉ làm hại cho sức khỏe tinh thần của bản thân mà còn ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với những người xung quanh. Mỗi lời lẽ nóng nảy, mỗi hành động bạo lực chỉ làm tăng thêm bức tường ngăn cách giữa họ và những người mà họ yêu quý. May mắn thay, cơn thịnh nộ không phải lúc nào cũng kéo dài mãi, nó chỉ là một cơn gió mạnh thoáng qua rồi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Vậy nên, hãy học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết khi nào nên dừng lại và tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và tỉnh táo chấp nhận rằng cuộc sống không luôn luôn suôn sẻ và việc biết cách đối mặt với những thách thức một cách bình tĩnh sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng hơn trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo như chúng ta mong muốn đôi khi những thử thách và khó khăn đến với chúng ta không mấy dễ dàng làm cho cuộc sống trở nên khó khăn và đầy bất lợi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải học cách chấp nhận số phận không thuận lợi, học cách vượt qua những rào cản bằng một trái tim rộng lớn và bao dung. Chấp nhận số phận không thuận lợi không phải là sự chịu đựng mà là sự lựa chọn để đối diện với thực tế của cuộc sống này. Đó là việc học cách tự tin và kiên nhẫn trước những trở ngại không bao giờ từ bỏ trước những khó khăn một trái tim rộng lớn và bao dung là nơi chứa đựng mọi điều từ niềm vui đến nỗi buồn thực thành công đến thất bại chỉ khi chúng ta có trái tim mở cửa đón nhận mọi thứ mới có thể trải qua cuộc sống một cách đầy ý nghĩa và sâu sắc bao dung và độ lượng là những phẩm chất quý báu giúp chúng ta hiểu và tha thứ cho những người xung quanh mình giúp chúng ta hòa bình vào dòng chảy của cuộc sống một cách êm đềm và an nhàn và khi chúng ta có trái tim bao dung và độ lượng dạng sự hanh thông sẽ đến với chúng ta bởi vì khi ta biết chấp nhận và tha thứ khi ta biết yêu thương và đồng cảm thì mọi khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn và mọi cánh cửa của may mắn sẽ mở ra trước mắt không phải lúc nào mọi vấn đề cũng đến từ bên ngoài mà thường là do tâm trí của chúng ta quá nhỏ nhen quá hẹp hòi chúng ta thường bị cuốn vào những lo lắng lo sợ về những điều không đáng lo và từ đó tâm trí chúng ta trở nên căng thẳng và khó chịu nhưng hãy học cách làm cho bản thân mềm mại an lạc và từ bi như chư phật và bồ tát khi chúng ta có lòng từ bi và nhân ái cuộc sống mới thực sự trở nên an lành bởi vì khi ta yêu thương và chia sẻ ta không chỉ làm cho bản thân mình hạnh phúc mà còn mang lại hạnh phúc cho người khác nữa an lạc không phải là điều ta tìm kiếm ở bên ngoài mà là điều ta tạo ra từ bên trong mình khi lòng mình an tịnh và bình an mọi khó khăn cũng trở nên dễ dàng hơn mọi điều tiêu cực cũng tan biến trước ánh sáng của lòng từ bi và an lạc vậy hãy để mỗi ngày của chúng ta đều được tràn đầy niềm vui và yêu thương hãy học cách sống từ bi và bình an để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và đẹp đẽ hơn và để chúng ta có thể lan tỏa ánh sáng hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình thứ ba đó là người ngu ngốc kiểu người nào thì được cho là ngu ngốc có những người được cho là ngu ngốc không phải vì họ thiếu trí thông minh mà vì họ mê tín và không hiểu rõ gì nhân quả họ tin vào những điều không có cơ sở khoa học mê man trong những niềm tin không có căn cứ và từ đó họ dễ dàng bị lừa dối và đi theo những con đường sai lầm một số người mê tín tin rằng sự thần thông của các vị phật có thể giải quyết mọi vấn đề nhưng thực tế không phải vậy chúng ta không nên cố đi đường tắt tìm kiếm những giải pháp dễ dàng mà không cần phải làm việc chăm chỉ và thông minh thay vào đó chúng ta cần tin vào luật nhân quả tin vào việc gieo nhân nào gặt quả ấy để từ đó có thể nhận thức căn bản của cuộc đời và đảo ngược vận mệnh của chính mình tin vào luật nhân quả không phải là mê tín mà là sự hiểu biết sâu sắc về quy luật của cuộc sống chúng ta cần nhận thức rằng mỗi hành động của chúng ta đều mang lại hậu quả và chỉ khi chúng ta làm điều đúng đắn và tốt lành chúng ta mới có thể thu hoạch được những trái ngọt trong cuộc sống này hãy từ bỏ những niềm tin mê tín và hãy hướng tâm vào sự hiểu biết và sự sâu sắc về nhân quả chỉ có như vậy chúng ta mới có thể xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc và đảo ngược vận mệnh của chính mình theo hướng tích cực và bền vững số phận của con người không nằm trong tay của chư phật bồ tát mà là do chính bản thân mình quyết định muốn có được cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành công chúng ta cần phải nỗ lực không ngừng không ai có thể thay chúng ta trải qua những bước chân đứng lên sau mỗi lần gục ngã và vươn lên từ những thất bại đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mong manh và yếu đuối trước những gian nan của cuộc sống này nhưng đừng quên rằng trong tay mỗi người đều có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn chỉ cần lòng kiên nhẫn và quyết tâm không bao giờ phai mờ cuộc sống không bao giờ dễ dàng và thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng nhưng mỗi nỗ lực mỗi cố gắng đều là một bước tiến mới trên con đường chinh phục ước mơ và mục tiêu của chúng ta chúng ta là chủ nhân của số phận mình chúng ta có quyền lựa chọn và hành động để tạo ra cuộc sống mà chính chúng ta mong muốn. Đừng để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác làm trở ngại. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và bước đi dựng chắc trên con đường của mình. Thứ tư đó là người kiêu ngạo. Người kiêu ngạo như một ánh sáng phản chiếu của chính bản thân. Tự tin mình là tốt nhất, là giỏi nhất, quanh quẩn trong dòng xoáy của lòng tự ái và tự mãn. Họ nhìn thấy mọi thứ xung quanh chỉ là dịch vụ phục vụ cho bản thân mình. Và từ đó, họ rơi vào bẫy của sự kiêu căng và áp đặt. Nhưng như câu hỏi từ tâm, dạng vật đều do tâm tạo. Con người kiêu ngạo cuối cùng cũng sẽ phải đối diện với hậu quả của hành động và tư tưởng của mình. Họ có thể tự tin tưởng rằng mình luôn đúng, nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng như vậy. Mỗi lần họ mắc sai lầm là một lần họ phải nhận ra rằng sự tự mãn và kiêu ngạo đã làm họ mù quáng, làm cho họ bỏ lỡ những cơ hội và hạnh phúc trong cuộc sống này. Những người kiêu ngạo có thể nghĩ rằng họ đang thăng qua trên đỉnh cao của thành công, nhưng thực tế họ đang đi trên một con đường đầy nguy hiểm và đầy rủi ro. Bởi vì lòng tự cao và kiêu căng chỉ làm cho họ mất đi sự yêu thương và tôn trọng từ người khác và từ đó họ cô đơn và cảm thấy trống rỗng trong lòng vì vậy hãy nhớ rằng sự khiêm tốn và tôn trọng là những phẩm chất quý báu giúp chúng ta hiểu biết và hòa mình vào xã hội một cách ý thức hãy để lòng mình mở rộng và bao dung và từ đó chúng ta mới có thể trải nghiệm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống không bị gò ép bởi sự kiêu căng và tự mãn trên trời này có một sự trái ngược đầy rõ ràng người càng khoe khoang càng tự mãn về những thành tựu của mình thì càng dễ mất đi những điều đó bởi vì sự kiêu căng và tự phụ chỉ làm cho họ mất đi sự khiêm nhường và tôn trọng từ người khác và từ đó họ dần dần mất đi những mảnh ghép quý báu của cuộc sống chính vì vậy hãy giữ cho bản thân mình sự khiêm nhường và khiêm tốn không phô trương về thành công không chìm đắm trong thất bại bởi khi ta khiêm nhường ta mới có thể học hỏi từ những người xung quanh và từ những trải nghiệm của mình từ đó ta mới có thể tiến bộ và trở nên mạnh mẽ hơn thành công không chỉ là về việc đạt được mục tiêu mà còn là về việc giữ vững được tâm trạng và tính cách của mình trong mọi tình huống và khi ta có thể vượt qua thất bại một cách khiêm tốn và kiên nhẫn, ta mới thực sự trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải đến từ việc có được nhiều thứ, mà đến từ việc biết trân trọng và sống một cuộc sống đúng đắn. Hãy giữ cho lòng mình luôn khiêm dường và tôn trọng, và từ đó hạnh phúc sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và bền vững. Cuối cùng, đó là những người hay ghen ăn tức ở có những người bị cuốn vào dòng xoáy của ganh tị và ghen ăn tức ở. Một tâm trạng bệnh hoạn khiến cho họ luôn sống trong sự đố kỵ và không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác nữa. Đối với họ, không phải hạnh phúc của người khác làm cho họ đau lòng, mà là họ không chịu được khi người khác có hạnh phúc. Ganh tị không chỉ là một hành động độc ác, mà còn là một tội ác lớn nhất trong bản chất của con người. Họ muốn đạt được sự cân bằng tâm lý bằng cách làm tổn hại đến phước lành của người khác. Nhưng thực tế lại làm cho bản thân họ rơi vào dòng xoáy của bất hạnh và cảm giác không mãn nguyện. Những người ganh tị thường không nhận ra rằng sự bất mãn và không hài lòng của họ không đến từ việc người khác có điều gì đó mà mình không có, mà đến từ việc họ không biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có. Điều quan trọng là họ cần nhìn vào bản thân mình để tìm kiếm sự hài lòng và hạnh phúc từ bên trong, thay vì luôn so sánh và ganh tị với người khác. Vậy cho nên, hãy từ bỏ lòng ganh tị và ghen ăn tức ở và hãy tìm kiếm sự bình an và phước lành từ bên trong con người của bạn. Phước lành không phải là một kho báu có thể cướp giật hoặc lấy đi của người khác. Nó tồn tại trong trái tim và tinh thần của mỗi người và không thể bị lấy đi khi chúng ta tôn trọng và ấn tượng tới phước lành của người khác chúng ta đang tạo ra một môi trường tích cực và hạnh phúc xung quanh chính bản thân mình nhưng nếu chúng ta làm tổn thương người khác thì cuối cùng chỉ làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi hành động độc ác và thiếu lòng nhân ái sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác cô đơn và cay đắng mỗi lần ta gây ra đau khổ cho người khác ta cũng đang tạo ra một thế giới đau khổ cho chính mình hãy biết trân trọng và tôn trọng những phước lành của người khác và từ đó ta sẽ nhận thấy rằng sự hạnh phúc thực sự không phải là điều ta có thể đạt được bằng cách lấy đi của người khác mà là điều ta tạo ra từ lòng nhân ái và lòng tốt của chính mình hãy là người mang lại hạnh phúc cho người khác và hãy trân trọng và bảo vệ hạnh phúc của bản thân bằng cách làm điều tốt đẹp và đáng yêu trong mỗi hành động của mình đố kỵ và ganh ghét là những cảm xúc vô ích và độc hại nhất trong cuộc sống này chúng ta không nên để mình bị cuốn vào vòng xoáy của sự đố kỵ và ganh ghét mà thay vào đó hãy nỗ lực tu tạo phước đức cho chính mình việc biết cách vui mừng và khen ngợi khi người khác hạnh phúc và thành công là một cách để thu hút phước lành cho bản thân. Khi ta có thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của người khác, thì ta cũng đang tạo điều kiện để phước lành trở về với mình. Ngược lại, việc ganh ghét và ghen ăn tức ở chỉ có thể quỷ hoại phước lành của chính bản thân mình. Khi ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng để ganh ghét và đố kỵ người khác, thì ta đang lãng phí cơ hội để tạo ra hạnh phúc và thành công cho bản thân mình hãy học cách mở rộng trái tim và tinh thần để có thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cùng người khác hãy biết ơn và khen ngợi những thành tựu của người khác và từ đó ta sẽ nhận được nhiều phước lành hơn trong cuộc sống đừng để cho ganh ghét và đố kỵ phá quỷ phước lành của chính mình mà hãy tập trung vào việc tạo ra hạnh phúc và thành công cho bản thân và những người xung quanh. Học cách buông xả bộ phiền, ta giống như một cái cây chấp thủ trong trường của cuộc đời. Mỗi ngày đều phải đương đầu với sự chèn ép của những dây leo mê đắm, khao khát ngắm cảnh, nhưng chẳng thể thoát khỏi cảnh chập chờn dây quanh. Mong nghe âm thanh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng rì rào đầy phiền toái. Điều đó khiến cho tâm hồn ta bị dướng vào mê lộ của cuộc sống như những con kiến luôn bò dọc theo dây leo. Để thoát khỏi dòng xoáy của phiền muộn, chúng ta cần dũng cảm cắt bỏ những sợi dây leo, dưỡng dích, để lùi những điều làm trở ngại cho sự tự do của tâm hồn. Dù đó là những suy nghĩ tiêu cực, những mối quan hệ không lành mạnh hay là những thói quen độc hại. Chúng ta phải dũng cảm cắt bỏ mọi thứ có thể, làm cho tâm hồn mình trở nên nhẵn nhịn như hòn đá được mày dũa qua thời gian. Khi tâm hồn được giải phóng, ta có thể quay vòng mà không bị dướng vào bất kỳ thứ gì. Đó là lúc ta thấy được thanh thản và tự do trong từng hơi thở. Và cuối cùng, ta sẽ tìm thấy bình yên trong chính mình, một khoảnh khắc không có gì có thể sánh bằng. Sở hữu, một điều mà con người luôn khao khát và theo đuổi, nhưng cũng là nguồn gốc của nhiều nỗi đau và khổ đau không đáng có chúng ta sống trong một thế giới không bao giờ đủ nơi mà đam mê tăng lên mỗi khi mục tiêu được đạt được nhưng không bao giờ đủ lớn để lòng người ta thỏa mãn khi ta có năm ta mong muốn mười khi có được mười ta lại mơ ước về một trăm và dòng lặp không ngừng này kéo dài đẩy chúng ta vào một cuộc săn lùng vĩnh cửu cho sự đầy đủ mà không bao giờ đạt được chúng ta sợ rằng nếu không tiếp tục tìm kiếm chúng ta sẽ đánh mất những gì đã có và cuộc sống sẽ trở nên khổ sở hơn nhưng sự khổ đau không phải là điều tất yếu đó là kết quả của niềm khao khát không dứt của việc đạt quá nhiều giá trị vào những vật chất và sự sở hữu chúng ta được dạy rằng sự sở hữu là nguồn gốc của cảm giác không an và đức phật đã dạy rằng sự không sở hữu là con đường đến sự bình an trong khi mọi thứ đều phù hợp với ý thức thực tế của ta sự sở hữu và mất mát chỉ là những khái niệm tạm thời khi không biết cách buông bỏ chúng ta sẽ mãi khổ sở trong dòng xoáy của sự bế tắc và sự không hài lòng đó là như việc nắm chặt một thứ gì đó trong tay mà không dám thả ra không dám để lòng mình tự do để có thể nắm lấy những điều mới mẻ và tốt hơn đức phật đã dạy chúng ta về việc buông bỏ không chỉ để giải thoát khỏi cảm giác chật chội của sự sở hữu mà còn để giúp chúng ta nhìn nhận sự vật dưới mọi khía cạnh khi ta không còn bị ràng buộc bởi việc cầm nắm một thứ gì đó ta có thể quan sát nó tự do và hiểu hơn về nó thí dụ như về việc nắm chặt một cây dao trong tay khi ta giữ nó quá chặt ta không thể nhìn rõ được chất liệu không thể đánh giá được chất lượng hay là mục đích sử dụng của nó khi ta mở rộng lòng bàn tay và thả nó ra ta có thể nghiên cứu kỹ hơn tìm hiểu sâu hơn về nó và quyết định liệu nó có phù hợp và hữu ích trong cuộc sống của ta hay không việc buông bỏ không chỉ là để từ bỏ mà còn là để có cơ hội nhìn nhận và đánh giá mọi thứ một cách tự do và chính xác. Đó chính là con đường dẫn đến sự tự do và niềm an ủi thật sự. Bám díu vào thân như bám vào nghiệp cũ không thể buông bỏ. Nhưng khi ta học được cách buông thân, ta cũng đã học được cách buông nghiệp cũ. Khi chúng ta có thể thả ra như thế, không còn nghiệp nơi thân nữa, giống như một miếng đất không thuộc về ai. Thí dụ như miếng đất nếu được sở hữu sẽ đem đến những rắc rối không đáng có tranh chấp ranh giới lấn đất kiện cáo ra tòa nhưng nếu nó không thuộc về cá nhân mà là tài sản công cộng không có gì phải lo lắng không có gì phải tranh cãi tâm hồn ta có thể yên ổn không bị bao bọc bởi những lo âu và mâu thuẫn buông bỏ không chỉ là để từ bỏ mà còn là để nhận ra rằng không cầm nắm mọi thứ cũng là một hạnh phúc. Khi ta không bám vào nghiệp cũ, không bám vào vật chất, ta mới có thể thấy rõ hơn bản chất của mọi thứ và tâm hồn của ta sẽ được tự do bay lượn, không bị ràng buộc bởi những điều dụng dạc và tạm thời. Buông bỏ để lòng bản thân được bình yên. Nếu tâm tà bị cuốn hút vào bất cứ điều gì, đó đều là xấu. Bởi khi tâm hồn bị lôi cuốn nó mất đi khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách tự do và minh bạch không quan trọng là có thân hay không không quan trọng là bệnh tật hay lành mạnh sự bình đẳng luôn tồn tại chết và sống mọi thứ đều có cùng một giá trị trong vũ trụ này khi nhận ra sự bình đẳng này tâm hồn có thể tự do bay lượn không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì buông bỏ không chỉ là để từ bỏ mà còn là để thấy rõ sự đẳng cấp của mọi thứ khi tâm hồn không còn bị cuốn hút nó có thể nhìn thấy sự đẹp đẽ và tinh tế trong từng phép màu của cuộc sống này đó là lúc tâm hồn thực sự tự do không bị gò ép bởi bất cứ sự vật nào đó là lúc tâm hồn thấy được giá trị của sự bình đẳng và bình yên và từ đó nó có thể tự do sống và yêu thương mọi thứ một cách tinh thần và không điều kiện trong quá trình phát triển của tâm hồn chúng ta phải trải qua những giai đoạn khác nhau trong việc buông bỏ cái ác và hướng đến hành động thiện lành ở giai đoạn đầu tiên chúng ta nhận ra sự hài hòa của cái ác và quyết tâm buông bỏ nó bắt đầu làm những việc thiện lành để thay thế tiếp đó trong giai đoạn kế tiếp chúng ta không chỉ buông bỏ cái ác mà còn thả lỏng về một số hành động thiện lành. Chúng ta nhận ra rằng, việc chỉ tập trung vào hành động thiện cũng có thể gây ra sự ràng buộc và cảm giác bị ép buộc. Do đó, chúng ta mở lòng và cho phép mình tự do hơn trong sự lựa chọn và hành động. Cuối cùng, ở giai đoạn thứ ba, chúng ta hiểu rằng mọi thứ cả thiện và ác đều thuộc về duyên số và duyên phận chúng ta không còn bám víu vào điều gì cả mà thả lỏng hoàn toàn và tùy duyên hành động ta không gắn bó với ý nghĩ của mình hay với vật chất bên ngoài mà nhìn nhận mọi sự kiện với lòng biết ơn và sự tự do tinh thần trong quá trình này chúng ta không chỉ buông bỏ mà còn học cách làm điều tốt một cách thông minh và tùy duyên không làm tổn thương hay là phá hoại điều quan trọng là không gọi ép bản thân mình vào bất kỳ khung giới nào mà để tâm hồn tự do và tự nhiên hướng tới ánh sáng của sự tự chân thành và lòng từ bi khi ta làm điều thiện điều đó không chỉ là lợi ích của chúng sinh trên thế gian mà còn là vì lợi ích của con cháu của ta của thế hệ sau ta cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể không vì bản thân mà vì cộng đồng và tương lai của loài người tuy nhiên Ta không chấp vào hành động của mình, vì ta hiểu rằng mọi thứ đều do duyên hợp, đều vô thường. Tâm hồn ta trong sự hiểu biết đó trở nên rõ ràng và trong sáng như viên ngọc quý. Ta không bị ảnh hưởng bởi lời khen chê của người khác, vì ta biết rằng sự đánh giá của họ chỉ là những quan điểm tạm thời và không phản ánh đúng về bản chất của hành động. Đôi khi, khi ta hành động đúng, vẫn có người nói ta đúng nhưng cũng có người nói ta sai. Và ngược lại, khi ta hành động sai, cũng có người đồng tình và phản đối. Điều quan trọng là không có gì thường hằng giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Mọi thứ đều là một phần của sự đổi thay và vô thường của cuộc sống này. Vì vậy, trong mỗi hành động, chúng ta chỉ cần làm đúng theo lương tri và từ bi của mình, mà không cần quá bận tâm đến sự đánh giá từ bên ngoài. Đó mà chính là sự tự do thực sự của tâm hồn, không bị ràng buộc bởi sự đánh giá hay ý kiến của người khác nữa. Trong cuộc sống này, cái ác và cái thiện thường xuất hiện không đơn giản như ta tưởng, thậm chí chúng có thể xuất hiện cùng nhau, ẩn trong nhau như hai mặt của một đồng xu. Một thí dụ điển hình là khi ta thưởng thức một bữa cơm ngon lành, nhưng sau đó ta cảm thấy bất an vì ảnh hưởng tiêu cực của nó đến sức khỏe. Hoặc như khi một số người giàu có bị kẻ trộm cướp tấn công, đẩy họ vào tình thế đau đớn và lo lắng. Nhìn nhận sâu hơn, chúng ta nhận ra rằng cái ác không phải lúc nào cũng nằm ngoài cái thiện và ngược lại. Thực tế, chúng thường tồn tại song song và ẩn trong nhau, tạo nên một mạng lưới phức tạp của sự tương tác trong cuộc sống. Đức Phật đã nhìn thấu được điều này và dạy rằng cái ác và cái thiện đều không phải là điều mà ta nên phụ thuộc vào. Thay vì gắn bó với chúng, Ngài dạy rằng ta nên buông bỏ cả hai, không để chúng chi phối tâm hồn mình. Bằng cách này, tâm hồn được giải thoát khỏi sự ràng buộc của những khái niệm này và vượt qua mọi hạn chế của thế gian. Nhờ vào sự giải thoát này, Đức Phật đã đạt được hạnh phúc tuyệt đỉnh không bị ràng buộc bởi sự phân biệt giữa cái thiện và cái ác đó là con đường dẫn đến sự tự do và bình an tinh thần khi tâm hồn không còn bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì trong thế gian này sức mạnh của thiện và ác giống như hai thỏi nam châm luôn có sức hút vô hình đối với tâm trí con người chúng ta bị thu hút vào làm điều thiện hoặc làm điều ác và sau đó chúng sinh ra những hậu quả phù hợp với lực hút của chúng. Khi chúng ta thực hiện hành động thiện, ta có cảm giác như mình có thể để lại thỏi năm chấm đó, nhưng thực tế nó lại kéo ta đến những vùng đất của thiện. Tương tự, khi ta làm điều ác, ta cũng bị thu hút đến những nơi của ác mà không thể tránh khỏi được. Những ai không đủ thông minh hoặc không có sự nhận thức đủ để tránh né hoặc tự tách bản thân khỏi sức hút của thiện giả ác sẽ bị kéo theo trường lực của chúng. Họ sẽ mắc kẹt trong dòng luân hồi của sự sinh tử, không thể thoát ra khỏi cuộc đời không ngừng chuyển đổi. Đó là lý do tại sao những người trí cố gắng tìm cách cách đứt sức hút đó để họ có thể thoát khỏi sức mạnh của nó và đạt được sự tự do thật sự. Họ hiểu rằng chỉ có bằng cách giải thoát khỏi sự ràng buộc của thiện và ác họ mới có thể tiếp bước về phía trước trong con đường tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc tuyệt đỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, quả phúc tài miệng và bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Họ không chỉ là những nhân vật phản ánh cuộc sống, mà còn là những hình ảnh sống động của những giá trị đích thực. Đầu tiên đó là dòng ngữ, thứ hai là ba phải, thứ ba là thiện ngữ và cuối cùng là xảo ngữ nhưng trong mắt của phật những lỗi lầm này không thể che giấu mãi được quả báo sẽ đến từ miệng của họ từ những lời hứa hẹn rỗng tuếch từ những câu nói không chứa đựng tâm nguyện thành thật và chỉ có bằng việc sống một cuộc đời chân thành lòng thành mới có thể gánh cả đời không hết những nghiệp xấu từ miệng mà ra chúng tôi kính mời quý phật tử và các bạn cùng nghe nội dung này qua lời giảng của đức phật họa phúc tại miệng và bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Thứ nhất đó là giọng ngữ, nói dối. Trong giáo lý Phật giáo, sự thật được coi trọng như một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức và đạo lý. Phật dạy rằng nói dối là một trong những tội nghiệp nặng nề nhất mà con người có thể phạm vào. Đối với Phật tử, mở miệng ra là nói dối không chỉ là vi phạm một quy tắc đạo đức mà còn làm tổn thương đến sự tin cậy và lòng tin của người khác nữa nói dối không phải chỉ là một hành động nhất thời mà đôi khi trở thành thói quen một thói quen nguy hiểm vì nó trở nên tự nhiên thậm chí là khiến chính cho người nói không nhận ra rằng mình đang nói dối khi trở nên quen miệng với sự dối trá con người dần mất đi khả năng phân biệt giữa điều thật và điều dối mất đi sự nhạy cảm và ý thức về hậu quả của những lời nói của mình thuận theo lời nói mà không cần suy nghĩ không cảm nhận được mình đang nói dối thì thực sự là một nguy hiểm một mất mát không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội bởi vì mỗi lời nói dối không chỉ làm mất đi sự tin cậy mà còn tạo ra sự mơ hồ gây ra hiểu lầm và xung đột trong cuộc sống vì vậy trong con đường tu hành của mình phật tử luôn cố gắng giữ gìn lời nói của mình trân trọng và bảo vệ sự thật bằng cách sống chân thành đạo đức họ hy vọng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nơi mà sự thật luôn đặt lên hàng đầu và mỗi lời nói đều mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi người có những người dù không có ý định gây hại cho người khác nhưng lại thường xuyên nói dối như một thói quen một hình thức giải trí ba hoa họ không nhận ra rằng những lời nói dối không chỉ làm mất đi sự tin cậy của mình mà còn gây ra hậu quả không lường trước cho cả bản thân và những người xung quanh họ có thể là bạn bè đồng nghiệp hoặc thậm chí là người thân trong gia đình nhưng khi nhận ra hành vi dối trá của họ chúng ta không thể không đề phòng không biết rằng sự gần gũi với những người như vậy có thể mang lại hậu quả không mong muốn phật đã dạy rằng dù nói dối có xuất phát từ hảo tâm hay là ác ý đều là tạo nghiệp xấu mỗi lời nói dối đều làm tổn hại đến danh dự và tự hạ thấp bản thân mình vì vậy chúng ta cần phải tỉnh thức và giữ cho trái tim mình luôn trong sạch và trong trắng không để cho những tạo nghiệp xấu vô tình hoặc cố ý tạo ra trong cuộc sống. Khi chúng ta gặp phải những người nói dối, chúng ta cũng cần nhớ rằng tương tác với họ không chỉ là mất đi niềm tin mà còn là rước họa vào thân. Vì vậy, đề phòng bạn bè lãnh xa những người gây hại và dục mất nhân duyên với những người không thành thật là cách chúng ta bảo vệ bản thân và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch trong trắng. Thứ hai đó là ba phải nói hai lời. Trong cuộc sống, có những người dưới vẻ bề ngoài hòa nhã là che giấu trong lòng mình sự đam mặt và gian dối. Họ là những người nói hai lời, nói lúc này nói lúc khác, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ và phức tạp hơn. Chấm ngòi của sự đa mặt thường bắt nguồn từ lòng tham và lòng ích kỷ. Họ có thể tỏ ra thân thiện hòa nhã trước mặt một người, nhưng sau lưng lại lén đào mảnh đất dẫn đến mâu thuẫn và xung đột. Ly gián không chỉ gây ra sự mất lòng tin, mà còn làm cho mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng và không ổn định. Mỗi lời nói của họ, mỗi hành động của họ đều làm cho môi trường xã hội trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Họ không nhận ra rằng, bằng cách nói dối và làm ngược lại với những gì họ đã hứa, họ đang tự phủ nhận giá trị của lòng tin và lòng chân thành trong mối quan hệ vì vậy khi chúng ta gặp phải những người như vậy hãy cẩn trọng và tỉnh táo đừng để bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hòa nhã của họ mà hãy đánh giá họ qua hành động và sự đối xử với mọi người xung quanh và trên hết hãy giữ cho mình luôn là người chân thành không làm tổn thương ai và cũng không để bị tổn thương bởi những người ba phải nói hai lời. Những người sử dụng lời lẽ để hại người không chỉ là những kẻ đơn giản nói sai sự thật, mà còn là những kẻ tạo nghiệp ác độc. Hành vi của họ không chỉ làm tổn thương vật lý, mà còn làm tổn hại đến tinh thần và tâm hồn của người khác. Lời nói của họ như những lưỡi dao sắc bén có thể đâm thẳng vào trái tim của người khác mà không cần sự cân nhắc hay là lượng giác họ không ngần ngại sử dụng lời lẽ độc ác để làm tổn thương làm đau đớn người khác chỉ vì mục đích cá nhân của mình những người này rất nguy hiểm vì họ biết cách lợi dụng lời nói để kiểm soát và thống trị người khác họ có thể tạo ra những cuộc xung đột gây ra những đổ vỡ trong mối quan hệ và làm cho người khác trở nên tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống tạo nghiệp ác bằng lời lẽ hại người không chỉ làm tổn hại đến người bị hại mà còn làm tổn thương bản thân người nói họ đang xây dựng một tường thành của sự đau đớn và hận thù xung quanh mình và cuối cùng sẽ phải đối diện với hậu quả của những hành động độc ác của mình vì vậy chúng ta cần phải đề phòng và tránh xa những người này đồng thời giữ cho mình luôn trong sạch và trong trắng chúng ta cần phải là người đứng vững trước cám dỗ của lời lẽ độc ác và không để bị lôi cuốn vào dòng xoáy của sự đau đớn và tàn bạo thứ ba đó là thiển ngữ lời lẽ thô thiển những người thường dùng thiển ngữ lời lẽ thô thiển không chỉ tạo ra một môi trường giao tiếp căng thẳng mà còn giao rắc hạt giống của sự hận thù và bất đồng trong xã hội họ không nhận ra rằng những lời nói của mình không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tổn hại đến chính bản thân mình. Trong giáo lý Phật giáo, chúng ta được dạy rằng việc chửi mắng và nói lời hại người là tạo nghiệp ác, làm phương hại đến danh dự và lòng tự trọng của người khác. Mỗi câu từ thu tục và độc ác không chỉ làm tổn thương tâm hồn mà còn gieo rắc những hậu quả không lường trước. Hơn nữa khi chúng ta dùng lời lẽ thô thiển để kích động người khác, chúng ta đang tạo ra họa từ miệng đưa ra những vũ khí không gian diệt chủng vào tay của bản thân bởi vì những lời nói hại người sẽ trở lại làm tổn thương chính bản thân mình khiến cho cuộc sống trở nên đầy phiền toái và khổ đau vì vậy hãy tỉnh thức và giữ cho lời nói của mình luôn trong sạch và nhân từ hãy biết kiềm chế và lựa chọn lời lẽ một cách cẩn trọng để không chỉ bảo vệ lòng tự trọng của người khác mà còn bảo vệ bản thân mình khỏi những hậu quả không mong muốn của những hành động ác trong bản ngã của mỗi chúng ta có một vùng đất tinh thần cần được gìn giữ và bảo vệ phật dạy rằng tôn trọng người khác không chỉ là biểu hiện của sự nhân từ và lòng nhân ái mà còn là cách để bảo vệ và tôn trọng chính bản thân mình khi chúng ta thốt ra những lời lẽ thô tục khiến cho người khác cảm thấy tổn thương và hạ thấp thì thực ra chúng ta cũng đang hạ thấp bản thân mình. Những lời nói thiện ngữ không chỉ làm tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của người khác mà còn làm tổn thương tinh thần và phẩm chất của chính bản thân mình. Hơn nữa, khi chúng ta nói lời thiện ngữ chúng ta cũng đang tổn phước cho bản thân. Mỗi lời nói dối, mỗi câu từ thô tục làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên u ám và bất an khiến cho lòng bình an và hạnh phúc không thể hiện hữu được vì vậy hãy nhớ rằng tôn trọng người khác không chỉ là một trách nhiệm đạo đức mà còn là cách để bảo vệ và tôn trọng chính bản thân mình hãy chọn lời nói một cách tỉnh táo và nhân từ để cuộc sống trở nên an lành